Nè, hình ảnh trên menu nha và hình thực tế nè. Gần như nhau luôn, nó không hề sai khác nha mọi người. À, nhật ký ngày 9 tháng 11, 2019. Bây giờ Happy cùng ba mẹ đang ở nhà hàng Takeshi BBQ nướng than hoa Nhật Bản. Mừng sinh nhật Happy nha. Bây giờ bắt đầu hành trình nha. Happy cùng ba mẹ, cùng cậu đỏ hôm nay khám phá nhà hàng nướng Nhật Bản nha. Địa chỉ là 179 Phan Xích Long, phường 2, Phú Nhuận nha. Bây giờ Happy cùng mẹ khám phá menu nha. À, đỏ. À, cái đó menu nước. Cậu đỏ đi lấy cái menu thức ăn nữa đi nha. Ok. Ô, dễ thương quá, đỡ có Viên Nguyện đáng yêu quá à. Hôm nay là sinh nhật Happy nghe. Bây giờ là 19 giờ. Happy birthday Happy. Ngày 9 tháng 11 2019 nha. Ngày này 2 năm trước nè, khi thằng bé nhỏ của ba mẹ ra đời đó. Đó, bây giờ khám phá nè. Sashimi cá hồi nè. Sashimi cá hồi. Sashimi cá hồi nè. Cho 59.000. Cũng không cao lắm. Sau món nào mẹ cứ khám phá nó như thế nào đi, rồi bắt đầu mình đặt nè. Sushi Mariawa 129.000, gồm có bao nhiêu? Mấy phần luôn á? Mẹ là trứng nè, trứng dù, mẹ trứng cá. 129.000 mà được có mấy phần luôn á? Có lý chứ. Mọi người khi giống như cái gì đó. À, một cái trải nghiệm á. Có không? Thiệt là món ăn thiệt nè đó. Con bò là món nướng. Ở đây là sushi, là chuyên gì sushi. Cái món bò là nó phát triển thêm của nó. Mật ống nguyên con hả? 140 à. Bao nhiêu tiền? 140. Ủa 140 à, mà nguyên con hả? Được thì mình kêu hai con cũng được. Có 140 à. Kêu trước con. Kêu trước con coi, mình trải nghiệm bên đâu mình trải nghiệm mới đó. Hôm nay là vừa sinh nhật Happy và vừa trải nghiệm. Vừa sinh nhật Happy và vừa khám phá trải nghiệm luôn nha. Ở đây có quét mã VN Pay với lại quét mã Momo luôn nha mọi người ơi. Thanh toán chuỗi nhà hàng. Nếu mà bạn nào có thể mang ví điện tử theo thì có thể thanh toán, không cần mang theo tiền mặt nha. Ok. Vậy là nãy giờ mình chọn được mấy món rồi. Là cái con mực rồi ha. Nguyên một con gì đó ha. Con mực. Rồi một sushi thè, rồi gì nữa? Sushi thè. Rồi order món sushi thè nha. Giá là 129.000. Ok. Xong. Sushi có hồi. Ok, trải nghiệm thử luôn đi. Hai cái này giống nhau, bên giống thì khác. Dạ khác nhau à. Cái này là cá hồi thôi, còn cái này là nó có đủ loại rồi. Dạ. Nó có rong biển, trứng cá, trứng tôm, có tương. Rồi ok. Sushi thè nè. Một phần sushi thè nè. Rồi một con mực. Đâu con mực đâu nãy chỗ nào? Mực đây. Đây. Giá mực là đóng nguyên con. Giá là 140.000. Ok. Hải sản. Sao cứ bò cho nó vậy? Nãy hả? Đấy, bao nhiêu tiền đó thằng đó? 80.000. Chỉ phải 80.000 thôi nha. Ok. Rồi là ba món rồi đúng không? Dạ. Thời gì nữa không? Dẻ sườn bò. Dẻ sườn bò hả? Rồi này lưỡi bò là mình mới order đây nè. 80.000. Giá là 80.000. Ok. Rồi. Cái dẻ sườn bò. Dẻ sườn bò 110.000. Ok. Cái lưỡi bò ở trong mình hai. Dạ, hai lưỡi. Hai phần. À. Cái này là...
đó là cái combo trong cái kia hay là một chén tính riêng? Riêng hả? Đâu nó hình ảnh nó chỗ nào đâu? Bao nhiêu một chén mà? Đây. 25.000 một phần. À cái này hả, happy ăn được luôn, 25.000 một phần. Và ok, 3 phần súp miso. Miso. Cái này là cái món truyền thống của Nhật Bản hả? Bên Hàn Quốc là khác phải không? Là rong biển hả? Miso là của Nhật Bản. Ok. Đây. Xôi, trà dâu. Trải nghiệm đi cho biết. Trà dâu thấy hình đẹp quá. Nó giống như hình luôn hả? Dạ, trà dâu giống như hình hả? Nè trà dâu nè. Là 59.000 nè. Vậy là một cái lẩu. Cái này gọi là lẩu gì? Lẩu sukiyaki nghe, đặt thêm một phần lẩu sukiyaki nữa nha. Ok. Rồi. Trải nghiệm coi nó sao nha. Lần đầu tiên. Okay. Chờ đợi món ăn ra nè, happy. Đó, review trực tiếp luôn đó. Món gì vậy con? Kim chi á, ngon không? Nói đi ngon. Ngon. Gật đầu. Ngon đó, mới nói từ ngon. Ngon. Nói lại lần nữa. Ngon. Happy mới nói từ ngon kìa. Cà chua. Happy mới nói cà chua đó. Ngon. Nhật ký 2 tuổi của Happy nha. Bây giờ là 19:40. Rồi bé ơi, có ai bé thì con không biết ăn cái chi. Ngày 9/11 nha. Đâu, mẹ chia sẻ món tiếp đó. Ngon quá vậy? Ngon quá vậy? Wow, đói bụng quá. Giòn. Ủa. Mới nói thường ngon lắm. Nhưng mà khi giòn. Giòn, thật ngon, giòn. Thương quá. Đang học nói, thương quá. Ngon không? Dịch ký 2 tuổi của Happy nè. Ngon quá. Giòn. Ok, ngon mẹ. À. Ủa nói gì vậy? Ngon. À. Ngon. Tiếp. Ngon quá. Ngon không đi? Cà chua. Dạ, nó bị nó từ cà chua. Cà chua nè con ơi, cà chua đó, cà chua hay là kim chi con nói đi, kim chi mới nói đó, trời ơi mẹ ơi kim chi thương quá. Ôi đây là thực tế nè, đâu hình rồi, cảm ơn chúng dùng ngon miệng, rồi cảm ơn bạn nha. Đâu hồi nãy cái này, cái hình đó là rau hả? Salad. Đọc là salad. Nè, hình ảnh trên menu nha và hình thực tế nè. Gần như nhau luôn, nó không hề sai khác nha mọi người. Đúng rồi nè, hình ảnh trên menu nè. Đó, đi hết luôn á. Đẹp lắm á. Nước đây. Cái này là nãy là gì? Nước ép không? Bên hai phải không? Nước ép nha, nước ép trên dây nha. Còn cái này, thôi hình đẹp quá hả? Y như hình thiệt luôn chứ không dạng là... Nhiều nơi là menu một hình mà sản phẩm thiệt một nẻo không? Còn cái này là nó... Y hình luôn, hình nó đỏ, đẹp quá hả? Trang trí đồ, đẹp lắm á. Mình có cái ly chanh nè. Này dâu hả? Cái này của em là kiwi. Kiwi hả? Nhưng mà có hai lát... Lát chanh nè. Ôi dâu nè, nhìn đẹp luôn. Nhưng mà trước khi uống thì mình quấy đều lên. Quấy đều ở dưới nó có soda. Soda nó nằm cái đá liền là dâu nè. Soda nằm cái đá liền. Soda đó. Rồi thịt lên rồi nè. Bởi vậy. Đúng rồi. À đó, cảm ơn. Cái này mới một phần nữa hả? Đầu phải ổn là cái này nè. Ít như thế này, ăn này nó nhiều hơn. Thì bởi vậy. Ủa hai phần là chung hả chị? Hình như nó tổng hợp chung rồi đó. Chung rồi đó. Uống trà cho miệng ngon đồng. Còn gặp đầu nè. Ngon. Ừ. Nói từ ngon luôn, thương quá vậy. Ngon.
ngon hả Bi? Ngon, trà này pha ngon lắm. Hả Bi ơi, ngon không con? Cái trà này pha đặc biệt mà chào Bi. À, dạ nói đi. Nè, ở dưới có cái siro này, siro dâu. À, siro dâu. Trà, với lại trái dâu tươi luôn. Cái dầu tươi luôn hả? Ngon lắm, ok. Còn đỏ ngon không? Còn của em á, cái này như là mới đầu tưởng là siro kiwi nhưng mà nó có cái hạt nè. Hạt của trái kiwi. Đúng rồi. Đó nhưng mà không thấy trái kiwi, không tin. Nhưng mà để uống thử. Uống thử đi. Nhưng mà em ăn cái mà nó không ngọt đó là okay. Nên là bất hợp. Sao vị sao? Còn ngon cái này mà uống cái vị đó. Ok, ngon nha. Thanh mà lạ. Rồi, cơm trắng của Happy ra rồi nè, cảm ơn bạn nha. Cơm trắng ăn với súp miso. Ba cũng thử món này coi. Cái này là nước ép chanh dây. Ok. Wow. Món ăn chưa lên mà uống nước quá trời rồi. Ngon quá. Thôi bỏ vô nướng thôi đi. Bốc khói. Ngon không? Sao cậu đã? Canh sao? Xuất sắc. Xuất sắc hả? Ngon, ok. Chịu. Rồi cho Abby thử rồi biết là ngon không nè. Ngon không? Gật đầu. Yeah. Chị đại cũng đó thôi. Abby dễ quá ha. Ngon. Gật đầu. Đói bụng quá ăn kim chi luôn á là xuất sắc lắm rồi đó. Hành trình gian nan mình đi tới mấy chỗ. Ngon lắm đi. Đó gật đầu. Trời ơi muốn kiếm đũa luôn kìa, nên tặng ăn đũa kìa. À, tặng ăn đũa kìa. Rồi đó. Đây là lưỡi bò wow. Lưỡi bò nướng hả? Xin mời các bạn ăn. Đúng rồi, xin mời nha, ok. Chấm với đại nước sốt. Chấm gì? Nước sốt. Có sẵn rồi, nhìn thấy sốt có sẵn rồi. Đó. Wow. Đó. Sốt ngon. Wow. Ăn lạ ba. Yeah. Ngon. Ba quay mẹ mà Happy cũng tự bút luôn kìa mẹ ơi. Happy biết dùng đũa rồi mẹ ơi, nhìn kìa. Nhìn kìa. Quá, lần đầu tiên dùng đũa rồi mẹ ơi. Đó. Sao? Ngon hả? Ngon bà. Thắng ngon, thắng ngon. Ồ. Nó ngon thịt luôn á. Bóc cơm, ăn. Ngon. Hồi Happy mời ba ăn bị ngon. Ngon. Cái ai đã từng ngày xưa ăn cái món nhầm tưởng này cái đan. Cái này tưởng là cái tre đan rồi nó là cái gì á? Nhựa. Không, cái món lưỡi này ngon, nó xuất sắc hơn cái ngày xưa ăn như là gì món mua dê nướng á. Phải không? Có vẻ nó giống vậy mà nó ngon hơn nữa. Nè, cuốn rau này coi bây giờ mẹ Canh Hưng review cuốn rau nha. Đó. Có cắt đi em ha. Ngon không Bi? Ngon. Còn Happy con ăn gì đó? Đó. À, à, con ăn đi cho ba coi coi. À, con mút đi, ba coi. À, ok. Ngon không? Gật đầu. Ủa Happy biết dành đũa rồi đó. À, mẹ cái đứa nè, chấm. Cuộn. Bài bản ha. Đó, ok. Cà rốt. Gì nữa? Tỏi sống luôn. Tỏi sống luôn, ok. Rồi. Ok. Rồi mẹ kèm lên luôn. Đó. Wow. Sao vị sao mẹ? Yeah. Ngon. Mẹ cuốn nhìn ăn thấy thèm quá. Happy nhìn theo à. Ngon quá. Cơm ớt cay cay. Vị ngon. Mềm mềm. Dai dai. Dai. Uống chung với rau á. À. Nó thêm cái cà rốt. Cà rốt nữa. Tỏi sống rồi nữa em ngon nha. Ok.
không có ớt thôi. Đúng rồi. Ok, đúng rồi. Đã đúng rồi. Đã luôn. Mẹ cho đứa thương kia đã là đã luôn. Còn Happy nè. Không có đã một cuốn. Happy là tập trung quá trời luôn, đã là đã luôn nè. Thường quá. Cuốn thật ngon á. Rồi, món sushi lên món rồi nghe. Cái này là sushi nãy là thề ngổ hả? Dạ. Đây cũng Wasabi luôn hả? Mình giờ tự pha hay sao? Rồi mình tự dứt một cục bỏ vô chén nước tương này. À, dứt cục bỏ vô chén nước tương. Giống như mà mỗi người okay. Mình ăn nhiều hay ít thì tự lấy. Dạ, mình ăn đồ nướng xong đi, mình ăn sushi nha. Dạ. Rồi, có đầy đủ các phần cho mọi người luôn nha. Bây giờ có Happy Review nè. Đó, cậu đỏ có Happy Review à. Còn có một chiếc đũa à, bị rớt lên chiếc rồi. Cậu đỏ ơi. Ok, giờ coi Happy Review nè, nó khoan. Wow, ngon không Happy? Đồ ăn nhà hàng gì vậy đó, 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 giờ ăn hàng nhà hàng nè, đó. Ba có ghi là phảnh phát nha. Ký ức sinh nhật 2 tuổi của Happy đó, hôm nay là sinh nhật nha. Tặng cho con đôi đũa nè. Để gấp một lần nữa, cậu đỏ rồi gấp. Đó, nó nè, rồi tiếp. Wow. Ủa, nãy quay lại được cái lúc đó luôn á. Em nhớ lúc mà ngày xưa mới tập ăn đó, bắt đầu đó, coi nè. Đó. Wow, review nè mẹ ơi. Nhiều lắm đó con ơi. Quá. Thôi biết dùng đũa quá. Thôi bữa nay kỷ niệm lần đầu tiên Happy biết sử dụng đũa nha. Nhiều quá không ăn nha, thấy không? Đó. Thấy gấp nhiều. Happy là gái mà nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng. Nhật ký của Happy nha. 2 tuổi là bắt đầu biết xài đũa rồi. Mẹ ơi nhìn lần này nó nhìn lần đầu tiên biết xài đũa rồi mẹ ơi. Giỏi quá. Vui quá. Vậy là mai mốt mình tập cho con cái món gì mà cầm đũa được nha. Mì hoặc rau đó. Rau ngon Happy. Gật đầu. Đó, Happy review nha mọi người ơi, ngon, gật đầu. Cá hồi. Cá hồi cắt nhỏ nè. Rồi. Này là trứng. Này trứng cá hồi nè. Mày canh ra món nào thử đi. Hình như này mới là này trứng to. To. Rồi giờ mẹ canh thử ăn món nào đi. Chia sẻ. Cái cá hồi. Rồi cá hồi. Chị hai đây, em sẽ giúp chị hai giúp cùng với chị vô đây. Chị hai ăn nước chứ. À, nước hả? Nước ngon. Ok. Nước này là của hơn nước đồ nước. Rồi, sao? Cá hồi ngon lắm. Cá hồi ngon lắm. Dạ. Ok. Cá tươi. Tươi. Mềm. Ngon. Ngon hả Bi? Ngon. Happy gật đầu giùm mẹ kìa. Ngon. Đỏ ok. Em chắc trứng rồi, chấm đi, lấy một cái. Đó, rồi sao? Sau đây. Múc đen à, ok. Rồi. Đó, ăn kiểu Nhật là phải vậy. Rồi, chia sẻ cảm nhận. Ngon ha? Hấp dẫn. Ngon, hấp dẫn. Rồi, bây giờ đây là trứng thật nha. Wow. Rồi, review thử. Rất là ngon. Đây là view chỗ ngồi của Happy nha. Đó. Happy cùng ba mẹ đang ở Phan Xích Long, nhà hàng Takashi BBQ. Hôm nay có mời cậu đỏ anime nữa nha. Nó nhấn mạnh đỏ anime để ai có xem cái này thì ủng hộ kênh của đỏ anime nghe nhạc nha. À, nghe nhạc live rip cao đỏ anime nè. Đó, đẹp trai số dách luôn đó. Đó, nghe nhạc, làm nhạc rất là hay nha. Happy mới ăn món gì vậy mẹ ơi? Bật hả? Ngon con ơi. Gật đầu. Wow, cười ra mẹ ơi. À, thầu nhẹ lũi cho ba thấy nguyên con mật luôn kìa mẹ. Ngon, cười hết thương ha. Coi ăn đồ nướng nè, đó Happy review đồ nướng nè, rồi một lần kẹt kẹt vậy đó. Mẹ đang làm gì vậy? Cuốn cho ba nghe, cảm ơn mẹ nghe. Rồi ba thích quá. Wow. Màu đỏ tươi luôn. Ok. Rất
ngon quá, rất là ngon. À xin nữa hả con? À hết rồi, xin nữa rồi mẹ ơi. Đó lắc lắc lên bếp. Wow, ngon hả Bi? Nhận đầu. Chị Miu dễ chịu quá ha. Việt Nam chắc. Thôi bắt đầu tới công đoạn chính nè. Xin lưu ý đây là lẩu nha. Những hình ảnh đang xem là lẩu đó, chứ không phải là nước nha. Các bạn. Này là lẩu này gọi là lẩu là đây. Sukiyaki. Lẩu sukiyaki. Mới đầu nhìn tưởng thịt bò xào. Bò xào rau. Không chắc vậy, gọi là nhúng. Lẩu nhúng. Lẩu nhúng năm. Không khói. À. Trời ơi, khói bốc lên. Đó, hấp dẫn chưa? Trời ơi. Khói bốc lên kìa. Dạ. Thì bây giờ cho Chandler mà có giọng lên cầu đỏ vô luôn nha. Rồi hoàn thành rồi, bây giờ mình chuẩn bị ăn thôi. À các bạn đang xem nè, có cái máy hút ở dưới nè, tự động nó sẽ hút khói xuống nè. Bởi vì nãy em đang thắc mắc tại sao không có khói nó đi đâu phải không? Cái này nó không có hút lên trên nha mọi người, nhìn ở trên là đèn thôi. Nó không có hút lên trên như những nơi kia. Mà nó sẽ hút xuống dưới. Trong cái lẩu này á là có hai cái trứng. À có trứng nữa hả? Đặc hai cái trứng này nằm trong phần lẩu luôn. Trong combo lẩu là có hai cái trứng đó nha. Nhìn đó là phải thích rồi đó. Đó, ê. Rồi, cảm ơn. Đúng rồi. Hay không chị hai? Trong đỏ. Dính được một trong đỏ luôn. Wow, bóc khỏi cái vị đó. Cậu đỏ anh em e chia sẻ cái vị đầu tiên đi. Lần đầu tiên. Cái này lần đầu tiên của cả nhà luôn á. Cái lẩu, lẩu xào Nhật Bản. Đúng không con? Trải nghiệm thử cái vị đầu tiên hay lần đầu tiên nó là sao? Em mua nước tương nhiều. Lạ miệng. Lạ miệng. Ok. Cơ bản. Ok. Rồi cậu đó. Còn em ăn thử cái mì đây. Cái cộng bự quá vậy. Cộng mì này nó bự hơn cái cộng phở của Việt Nam mình luôn. Và nó mập hơn luôn. Đó em ăn thử. Thì cảm giác giống như cái nước dùng này á. Nó khác cái nước dùng của Việt Nam mình, cái là Việt Nam mình có vị chua chua cay cay, còn này nó hơi có vị hơi mặn mặn nhưng mà hơi hơi thôi. Đó chứ cái hậu nó không có mặn. Hậu mặn. Nhưng mà ngon. Ăn cảm lạ lắm. Bột mì hay bột gạo không? Dạ, này chắc là bột gạo quá. Bột gạo à. Ok, nấm. Giờ nước cỡ nào giờ cũng ăn được, tại vì giờ ăn nấm không ạ? À? Ăn nấm. Ok. Happy con ăn cái gì vậy con? Ngon không? Ngon. Rất đẹp. Vị như thế nào anh hai? Còn vị nó mềm, nó ngọt ghê rồi. Nó không có cảm nhận mỡ, nó giống như là nạc không. Chất lượng cao lắm. Thông khéo. Cái vị đạm mà dạng như là toàn là thịt không như mèo ngon. Kế tiếp cơm Dasani là nước suối hả? Súp đúng rồi, nước chanh. Ok, tổng cộng là 1.180.000. À được giảm 118.000. Còn lại phải thanh toán là nhiêu đây? Mấy
có tính thuế không ạ? 1.100.000. Còn lại thanh toán là 1.168.000. Ok. Súp ít anh đỏ. Có cái vợ đưa cái cạc đi vợ. Có kìa. À, súp từ chi nhánh 1 nha. Mãi chú thế chi nhánh 1. Có meo luôn. Có thoại luôn. Trên cạc có đầy đủ hết. Đó, à, ok. Rồi bây giờ mình thanh toán Momo nha. Mình đưa cái mã quét rồi. Rồi. Được khoảng 1%. Nếu mà mình xài VNPay thì được khoảng 10% luôn.